Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ lên cái lô cần này là một cái lô cần thanh lý nha, cần carbon ạ. Tất cả cần này đều là chất liệu carbon hết nha. Và em sẽ thanh lý hết lô này để chuẩn bị về lô hàng mới. Chắc nó cũng sắp về tới rồi ạ. Video hôm nay là video 204 ngày 27 tháng 12. Anh nào ưng cái nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931 272 712 giúp em nha. Muốn xem kỹ hơn á thì inbox qua Zalo cho em rồi em sẽ quay lại trực tiếp một lần nữa cho mọi người xem ạ. Giá này là giá thanh lý toàn bộ. Mấy cái cây cần ráp khúc này cuối cùng đây là mấy cây cần ráp khúc hàng mới chưa sử dụng ạ. Bữa giờ em lười lên video quá. Rồi em sẽ giới thiệu cây đầu tiên. Cây đầu tiên này là một cây cần lóng ngắn mát carbon. Cái này 4,5m hạ đọt còn 4,3m nha. Nặng 160g, đọt của nó là 0,7 gốc 20, giá là 450. Em sẽ bao ship cái cần lóng ngắn này. Như cái đọt là rất là mỏng, rất là nhỏ. Cái này thì chỉ để đánh cảm giác thôi. Cái này tầm 1,5m. Đó. Cái này còn rất là mới ha. Cái này còn rất là mới luôn. Để em coi thì có lỗi chỗ nào không. Không, cái này không lỗi nha. Cái này còn rất là mới luôn. Đó, cây này còn rất là mới, tương đối là thẳng nha. Cây này tương đối thẳng á. Thẳng á. Cây này thẳng. Đó, cây này giá cây này là 450 nha. Cần này độ mới của nó đây, mọi người nhìn này, rất là mới luôn, phải trên 90%. Tiếp theo là cây mã số 2. Cây mã số 2 này là một cây cũng là cần carbon nhưng mà không thấy nhãn mác đâu hết. Tem mác của nó đây ạ. Cây này cũng rất là mới. Nhưng mà hình như cây này có lỗi nè. Cây này 4,5m hạ đọt còn 4,4m, nặng 150g, đọt của nó là 0,8 gốc 21. Giá của cây này là 400 nha mọi người. Đây, nó có lỗi ở chỗ này ạ. Lóng thứ 4 nó bị tét nè, mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Cái này mọi người cắt đi một khúc như thế này khoảng cỡ chưa tới 2 phân. 2 phân đi, 2 phân. Cái này 2 phân. Và hoặc là mọi người quấn ngón chỉ cái chỗ này đi là nó sẽ bình thường nha. Còn cây cần này thì rất là mới rồi. Cây này ngoài cái lỗi đó thì mới phải trên 90% và rất là thẳng nha. Cây này rất là thẳng. Mọi người để em lấy mọi người 400 và bao ship cây này cho mọi người. Ba cây cần lóng ngắn. Tiếp theo là cây mã số 3. Cây mã số 3 này là một cây 4,5m này, nặng 100g, đọt là 0,7 gốc 18. Giá của cây này cũng là 400.000 luôn nha. Cây này thì nó nhẹ. Đọt nó đây ạ, đọt mảnh. Cái này cũng chỉ tầm 1,5m, 2m thôi. Đó. Các lóng trong màu đen hết nha. Tránh tình trạng mọi người em nói rồi. Đó, cây này cũng rất là thẳng luôn. Nhẹ mà thẳng nữa. Cây này hôm bữa trước có một anh đặt rồi nhưng mà bảo không giống như lúc em quay video thì thôi em cũng chịu. Nên là em cho về luôn. Tại hôm trước có đặt một cây hình như cũng không lấy hay sao. Em cũng không nhớ rõ nữa. Lần này cũng vậy. Đây. Tiếp theo là cây mã số 4. Cây này thì nó có một cái lỗi ở đây. Hình như là nó bị lỗi nên người ta quấn chỉ lại nè. Nó hơi gồ lên một cái lớp và sơn lại rồi. Cây này mọi người lấy thì em để mọi người giá 350 thôi. Cây này giá 350 nha. Cây này cứng. Cây này 3,6m, nặng 100g, đọt 0,7 gốc 12 nha. Cây này cũng còn rất là mới luôn. Nó bị cái lỗi chỗ đó thôi. Đó, đọt thì mảnh rồi. Tầm 2h, không hơn đâu ạ. Đó, còn ở trong rất là mới luôn. Cái lỗi đó mình đi keo lại, bảo hành cái chỗ đi keo cho mọi người luôn. Cây này cũng rất là thẳng, 3,6m, giá 350 nha. Tiếp theo là cây mã số 5. Cây này được một cái là đọt nó rất là bự. Cây này 2,6m, nặng của nó là 70g, đọt là 1,8 gốc 10. Cây này được cái là đọt nó rất là bự luôn. Đó, đọt rất là bự luôn. Nhưng mà cây cần thì nó rút ra thì nó rất là thẳng. Nhưng mà nó lại mềm. Nó dẻo nghe. Nó lại dẻo. 2,6m. Cái dẻo ở cái khúc á. Khúc giữa thân cần á. Cái lóng. Cái này ba lóng nhưng mà dẻo ở cái khúc lóng thứ hai á. Mọi người lấy cái này em cũng sẽ để cho mọi người giá 350 nha. Đó, đó là cây mã số 5. Tiếp theo là cây mã số 6. Cây mã số 6 này là một cây hàng Ambatecker. Cây này thì có ngoại hình có trầy xước nè. Bạc màu trầy xước nha.
Cây này 3 m, nặng 80 g, đọt là 1 ly gốc 12, giá của cây này là 500, nhưng mà ở video này em sẽ bán mọi người giá 450. Đọt đây, đọt cây này tầm 2 h rưỡi, 2 h rưỡi đến 3 h. Đó, rất là thẳng, 2 m 6 thì rất là thẳng rồi đó. Thẳng cứng nha mọi người. Mọi người lấy cây này thì em để mọi người giá 350 ạ. À, em xin lỗi, mọi người lấy cây này em để nhà mọi người là 400. Thôi 400 nha. 400 á. Định mẹ, cây này giá 350 nè. Đó là cây mã số 6, tiếp theo là cây mã số 7. Cây mã số 7 này là một cây Suyumi. Cây hãng này là Suyumi nha. Tên mát của nó đây ạ. Cây này là một cây 3 m 8, nặng 120 g, đọt là 0,8 gốc 13. Cây này đợt trước em bán giá 800, cũng có một anh lấy rồi nè, nhưng mà trả về, em không hiểu lý do tại sao. Thật sự. Nên ở video này em sẽ bán mọi người giá 650. Cái cây này đợt trước hả, biết bao nhiêu anh hỏi luôn. Em buồn quá nên em cũng trả lên video nè. Cây này 2H. Cây này tầm 2 h rưỡi nha mọi người. Đó, rất là mới. Rất là mới luôn ạ. Cây này 3 m 8 nha. Rất là thẳng luôn. Em để mọi người giá 650 là giá hữu nghị luôn á. Đó, đó là cây Suyumi rất là mới. Tiếp theo là một cây mã số 8. Cây mã số 8 này là một cây 4 m 2, nặng 150 g, đọt của nó là 0,7, gốc của nó là 12, giá cây này cũng là 650. Cây này thì em nói với mọi người là nó bị đổ ở chỗ này, đổ cái lóng, cái chỗ cầm tay như thế này nha. Đó, hoặc đổ hoặc là gì đó, em cũng nói chung là đổ đi. Đọt đây, đọt này tầm 2 h thôi ạ. Đọt mảnh, đó, các lóng trong không trầy xước gì nhiều nha. Đó, cũng còn khá là mới ạ. Cây này rút ra cũng rất là thẳng luôn ạ. Mọi người lấy cây này em để mọi người giá là 600. À, em xin lỗi, giá 650 nha mọi người. Giá 650 và lô này thì em sẽ bao ship hết cho mọi người. Tiếp theo là cây mã số 9. Cây mã số 9 này là một cây hàng Olympic, còn rất là mới nha, cũng có chày xước. Đó, cái vân carbon của nó này. Cây này cũng có chày xước, tem mát của nó đây ạ. À, hàng Olympic. Cây này còn nguyên 5 m 4, nặng 170 g, đọt của nó là 0,6 gốc 11. Giá của cây này là 700. À, em cũng nói với mọi người luôn nha, cây này á, nó võng nha, cây này nó khá là võng ạ. Cây này khá là võng, đó, các lấm trong thì có chày xước nhẹ, cũng còn rất là ổn nha. Cây này nó khá là võng, rất là mềm nha. Cây này rất rất là mềm luôn. Nên mọi người lấy á, em sẽ bớt giá cho mọi người, em để mọi người giá 600 nha. Bữa em bán 850 á. Cây này giá 600. Đó là cây mã số 9. Tiếp theo là một cây mã số 10. Cây mã số 10 này là một cây ISO hạ cần tay ạ. À, cây này ISO này là một cây đọt 2, dài 5 m 4, nhưng mà mình hạ xuống là còn 5 m 3. Cây này nặng 230 g, đọt của nó là 1 ly gốc 23. Giá của nó là 600. Cái dòng ISO hạ cần tay này á thì nó sẽ cứng hơn là cần tay ấy nha mọi người, nó sẽ chắc chắn hơn, cảm giác là chắc chắn hơn. Đây, đọt của nó đây. Đọt, độ cứng của đọt là 2, đọt chỉ có 1 ly. Ồ, em xin lỗi, cây này làm sao mà 1 ly được. Cây này đọt của nó phải tầm 1 ly 3, 1 ly 4. Cây này tầm phải đọt 1 ly 3, 1 ly 4. Độ cứng đọt phải tầm 5-6 h ạ. Cái này phải được 5-6 h á. Đây, Tường Vân gặp bạn đây. Mấy cái đầu khoen này là do là em hạ cần tay nha mọi người. Cây này rất là thẳng luôn. Đảm bảo với mọi người lấy cây này về, rất là thẳng luôn á. Ôi chết cha, em xin lỗi. Ờ, à, đây. Cây này rất là cứng nha. Cây này lấy về rất là ổn, ổn luôn. Cây này mọi người, giá của nó là 600 bao ship ạ. Tiếp theo là cây mã số 11. Cây mã số 11 và cây mã số 12 là một hai cây cần tay trợ máy ạ. Cây cần tay trợ máy mã số 11 là một cây Ryobi. Đây, tem mát của nó đây ạ. Cây rơi Ryobi này là một cây 4 m 2. Cây này còn nguyên rin nha mọi người. Cây 4 m 2, nặng của nó là 140 g, đọt là 0,8 và gốc của nó là 15, phi 15 ạ. Gốc tay cầm là phi 15. Cây mã số 11 giá của nó là 900 ạ. Khoen của nó đây, cho mọi người khoen xem dàn khoen của nó. Đây, đầu bu nha. Đó, các khoen nhỏ nè. Cái dòng cần tay trợ máy này thì khoen nhỏ thôi ạ. Đó, cây này còn rất là mới ha. Hôm bữa em bán 1,2 triệu nhưng mà thanh lý giá cây này còn 900. Rất là thẳng luôn.
Đó là cây mã số 11. Tiếp theo là cây mã số 12. Cây mã số 12 này là một cây sắn hai da. Cây này dài 3m9. À em xin lỗi, cây này dài 3m5. 3m6 hạ đọt còn 3m5 nha mọi người. Nặng 190g. Đọt của nó là 0,9 và gốc của nó là 18. Cây này là hàng Korea xuất Nhật ạ. Đấy, xoắn hai da như thế này. Cây khoen ở ngoài là khoen độ nha mọi người, khoen của cần ISO. Đây, cái lóng trong đây. Đó, nó hơi rút khó rút ra một chút tại vì mấy cái khoen nó nhỏ quá. Đó. Nhưng mà không sao mọi người, đó lóng hai xoắn hai da như thế này ạ. Đó. Cái này xoắn hai da từ lóng thứ hai, thứ ba, thứ tư nha mọi người. Đây, tới lóng cuối 1 2 3 4. Cái này xoắn hai da 4 5 lóng nha. Cái này đã có độ rồi nha mọi người. Đó, mọi người lấy em để mọi người giá 800 rưỡi. Bữa em bán một em lúc khách trả giá em lại không bán. Hôm nay em lại hạ giá đó. Cái nó vậy á. Đó là cây mã số 12, tiếp theo là một cây cây cần máy, em còn đúng một cây cần máy, cái này nó lạc ở trong cái đống cần phíp á. Cái cần này là một cây cần máy mã số 13. Mã số 13 này là còn nguyên trinh nha. Cây này là cây 4m2. Nặng của nó là 310 gram. Hàng Korea xuất Nhật nha. Nói chung là cái khúc này, từ khúc này xuống là nó có chai xước nè. Mọi người nhìn có thấy rõ không ạ? Tem mát thì cũng đã bạc hết rồi. Cây này là carbon super gì đây? Super sup. Hàng một cây cần sup, đúng rồi. Cần này là cần sup, bát này là bát Buzi FF7. Khoen này á, khoen này cũng là khoen Buzi luôn nha mọi người. Khoen Buzi hết ạ. Đây. Em ngu cái bẻ cần sup này lắm. Đầu bô đây. Đó, nó hơi bị dơ tại vì em chưa có lau chùi á, nó lạc trong đống cần. Cây này là cây 4m2, nặng 310 gram, đọt của nó là 2,2 ly, gốc là 24, giá của cây này là 800 rưỡi. Đây, cây này em thì không có quen về cần súp nên là em chỉ báo cho mọi người cái thông số cần thôi. Còn về cái độ cứng này thì em cũng không hiểu lắm, em chỉ biết cái đọt của này là 2,2 ly thôi ạ. Đây. Cũng còn khá là ổn nha, rất là thẳng. Cần súp thì cây này khá là cứng ạ. Đó, đó là cây mã số 13. Cây mã số 14. Cây mã số 14, 15 là hai cây này là hai cây 2m4 ạ. Hàng này là hàng nguyên hộp chưa sử dụng nha. Cây 2m4 đây. Như ở những video trước thì em cũng đã báo cho mọi người biết rồi, em cũng đã quay rồi nha. Cây hai mấy cây 2m4 này thì để đánh cảm giác thôi. Có thể mình mua tặng bạn bè thì nó rất là đẹp tại vì nó có hộp rồi á. Đó. Cây mã số 13, 14 là hai cây 2m4 nè. Hai cây này em sẽ để mọi người giá 800 ngàn và bao ship cho mọi người. Đó. Còn ba cây tiếp theo. Ba cây tiếp theo này là một là cây ba cây này đều là ba cây 3m3 hết. Một cây màu đỏ, hàng mới chưa sử dụng hết nha. 3m3 hết. Ở video này thì em sẽ bán với mọi người giá 850 luôn. Em sẽ để mọi người giá 850, 1 triệu 2 nè. Khách trả 1 triệu em không bán, giờ em xả 850 đó. Những cây này thì em hàng mới chưa sử dụng nghe, nên nó không có một bất kỳ một cái lỗi nào hết ạ. Đó. Đó. Còn nguyên hộp đó. Mọi người ăn cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931 272 712 giúp em ạ. Em sẽ quay trực tiếp lại cho mọi người xem một lần nữa ạ. Cái hàng mới này thì em có thể em mấy cây này thì em đã quay ba bốn lần rồi nên là mọi người thông cảm giúp em nghe. Rồi, chúc mọi người một ngày tốt lành ạ. Chào mọi người.